17 dấu hiệu cho biết chàng thầm yêu bạn. 1. Chàng giao tiếp ánh mắt với bạn. Ánh mắt dừng lại hơi lâu là một dấu hiệu rằng anh ấy thích bạn. Lần sau khi bạn gặp chàng, hãy tìm ánh mắt anh ấy và để ý xem chàng có nhìn lại bạn hay nhìn sang chỗ khác. Đa số người ta chỉ nhìn nhau trong khoảng 4 đến 5 giây mỗi lần trong khi trò chuyện. Vậy nên nếu chàng giữ ánh mắt của bạn lâu hơn thế thì có lẽ là chàng thích bạn đấy. 2. Chàng mỉm cười khi gặp bạn. Người ta thường sẽ tự nhiên mỉm cười khi gặp người mình thích. Thế nên nếu anh chàng đó để ý bạn, chàng sẽ vui mừng ra mặt khi nhìn thấy bạn. Hãy liếc nhìn mặt anh ấy khi bạn bước vào phòng xem chàng có mỉm cười không. Một nụ cười rạng rỡ vui vẻ là dấu hiệu cho biết chàng thích bạn. Và có lẽ chàng cũng sẽ mỉm cười và cười thành tiếng trong suốt cuộc trò chuyện với bạn. 3. Anh ấy liếc trộm bạn. Con trai phải lòng ai thì sẽ hay nhìn người đó. Thậm chí chàng còn không nhận ra rằng mình đang lộ ra là đang ngưỡng mộ bạn như thế nào. Hãy cố gắng bắt quả tang bằng cách bất ngờ nhìn lại anh ấy. Nếu bạn bắt gặp anh ấy đang nhìn bạn đăm đắm mà bạn đỏ bừng mặt hoặc mỉm cười và vội quay đi thì rõ ràng là anh ta thích bạn đấy. 4. Chàng nghiêng người về phía bạn khi nói chuyện. Một anh chàng thầm thương bạn sẽ muốn xích lại gần bạn. Anh chàng thích bạn cũng sẽ quan tâm đến những điều bạn nói. Vì thế chàng sẽ ngả vào bạn mỗi khi nói chuyện với bạn. Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể của anh ấy xem chàng có nghiêng về phía bạn không. Bạn có thể nhích ra xa một chút xem chàng có cố gắng xích lại gần hơn không. 5. Anh ấy lặp lại các cử động của bạn. Người ta thường phản chiếu hành động của người mà họ thích một cách vô thức. Phản chiếu là khi ai đó bắt chước bạn một cách kín đáo, nói giọng điệu giống bạn và có cử động cũng tương tự như bạn. Có phải anh ấy bắt chước dáng điệu của bạn không? Khi bạn làm cử chỉ nhỏ nào đó, chàng có làm như vậy chỉ sau vài giây không? Nếu có thì chắc chắn chàng thích bạn đấy. 6. Chàng chạm nhẹ vào bạn. Anh ấy sẽ tìm cớ để chạm vào bạn mỗi khi muốn thân mật với bạn hơn. Tiếp xúc cơ thể là một cách thể hiện sự thương mến và một chàng trai đang yêu sẽ tìm bất cứ lý do nào để làm điều đó. Hãy chú ý xem chàng có chạm vào cánh tay bạn, đụng phải bạn hoặc chuyển chỗ để đứng cạnh bạn không. Những cái ôm cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chàng thích bạn. 7. Chàng có vẻ hồi hộp hoặc ngượng ngập. Anh ấy đang cố gắng tạo ấn tượng nhưng lại lo lắng. Nói chuyện với người mình thầm yêu đôi khi rất căng thẳng. Một anh chàng ngày thường vẫn ăn nói lưu loát, bỗng lại lắp bắp một cách diễn đạt lộn xộn. Nếu anh ấy dường như không thể nói được một câu trôi chảy với bạn, nhưng có vẻ thoải mái khi nói chuyện với những người khác thì có lẽ chàng đang thầm yêu bạn. 8. Chàng nói chuyện với bạn hàng ngày. Anh chàng thích bạn sẽ không ngồi yên một chỗ để chờ nghe tin từ bạn. Thế nên chàng sẽ không ngần ngại bắt chuyện với bạn nếu có bất cứ cơ hội nào. Hãy để ý xem đã bao nhiêu lần chàng chủ động giao tiếp với bạn bằng cách bước đến nói chuyện với bạn, lên các kế hoạch hoặc gửi cho bạn các tin nhắn. Nếu anh ấy thường xuyên làm vậy, ít nhất là ngang bằng với bạn, thì có lẽ là chàng thích bạn. 9. Chàng muốn ở gần bạn. Chàng sẽ chủ động tiến lại gần bạn vì chàng rất thích bạn. Khi hai người đi chơi với nhau, chàng sẽ không bao giờ về trước. Chàng sẽ luôn luôn ở sát bên bạn, dù là khi chỉ có hai người hay khi đi cùng một nhóm. Thậm chí chàng còn bất chợt xuất hiện ở những nơi mà chàng biết bạn đến để gặp bạn. 10. Chàng hỏi bạn nhiều câu hỏi mở. Khi một anh chàng để mắt đến bạn, chàng sẽ muốn tìm hiểu về cuộc sống của bạn. Những câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời không chỉ là có hoặc không, và bạn sẽ giải thích sâu hơn. Để ý xem chàng có hỏi bạn nhiều câu hỏi riêng tư về bất cứ điều gì về tất cả mọi thứ không, chẳng hạn như bạn thích gì và không thích gì hay hoàn cảnh của bạn. Như vậy là chàng đang cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về bạn, đến cả các chi tiết nhỏ nhất. 11. Chàng không nói chuyện về những cô gái khác. Khi một anh chàng thích bạn, anh ấy sẽ cố gắng giảm bớt sự cạnh tranh, để ý xem anh ấy có thường nói về những người khác ngoài bạn bè thân thiết và gia đình của mình không. Nếu bạn là con gái, có lẽ anh ấy không thường nói về những cô gái khác. Và cũng tương tự như vậy nếu bạn là con trai, anh ấy muốn bạn biết rằng bạn là người duy nhất mà anh ấy thích. 12. Chàng khen bạn. Nếu thích bạn thì chàng sẽ không thể không tán dương bạn. Chú ý xem anh ấy có thường xuyên khen bạn không và những lời khen của chàng là gì. Sau đó hãy nghe anh ấy khen những người khác như thế nào. Nhiều khả năng chàng thích bạn nếu chàng khen bạn thường xuyên hơn những người khác. 13. Anh ấy ủng hộ bạn. Khi một anh chàng thích bạn, anh ấy sẽ cố gắng chứng tỏ rằng bạn có thể dựa vào chàng. Nói thẳng ra mình thích ai đó đôi khi cũng ngại, thế nên chàng có thể bày tỏ tình cảm bằng cách khích lệ bạn, tỏ ra thích thú với những đam mê của bạn, đứng về phía bạn và giúp đỡ bạn khi cần. 14. Chàng chăm chú lắng nghe bạn. Anh ấy sẽ hoàn toàn chú tâm vào bạn vì thấy bạn rất cuốn hút. Một anh chàng thích bạn sẽ không xem điện thoại hoặc phân tâm khi bạn đang nói chuyện.
Anh ấy sẽ muốn nghe tất cả những gì bạn nói. Hãy chú ý đến những dấu hiệu cho thấy chàng đang chủ động lắng nghe bạn. Nếu chàng không bao giờ ngắt lời bạn, thỉnh thoảng khuyến khích bạn nói tiếp bằng những âm thanh như ừm, rồi sao nữa, thì nghĩa là bạn hoàn toàn tập trung. 15. Chàng hỏi ý kiến của bạn. Hỏi ý kiến của bạn nghĩa là chàng tôn trọng bạn và muốn gây ấn tượng với bạn. Hãy để ý xem anh ấy có thường hỏi ý kiến hoặc lời khuyên của bạn không. Anh ấy có thể hỏi rằng chàng nên để kiểu tóc nào hoặc nên mặc chiếc áo nào trong một sự kiện đặc biệt. Anh ấy cũng có thể hỏi bạn về cách đối phó với bài tập hoặc chọn phim nào để xem với bạn bè. 16. Chàng có vẻ ghen với những anh chàng khác. Chàng sẽ ghen khi thấy có ai đó mà chàng nghĩ bạn có thể thích. Hãy thử nhắc đến một anh chàng trong số bạn bè của bạn xem chàng phản ứng thế nào. Có phải chàng đặt hàng loạt câu hỏi về anh chàng đó? Nếu thích bạn, có lẽ chàng sẽ ghen khi bạn nhắc đến một người khác và sẽ hỏi để biết thêm anh chàng bí mật kia. 17. Chàng nhanh chóng phản hồi tin nhắn của bạn. Phản hồi tin nhắn nhanh là cách mà chàng cho bạn thấy chàng thích bạn nhiều như thế nào. Nếu thích bạn, chàng sẽ đáp lại bạn rất nhanh. Hãy để ý xem có phải anh chàng của bạn luôn nhanh chóng trả lời và giải thích khi chàng im lặng hơi lâu. Đây là một dấu hiệu cho biết chàng thích bạn.